nhau đi vào tìm hiểu bài ngày hôm nay, đó chính là công, cục điện và hiệu điện thế. Nhất, chúng ta đi vào phần A lớn, đó chính là công, cục điện. Và trước khi vào tính công thì chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm của lực tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều. Như các bạn đã biết là khi đặt một điện tích trong điện trường thì điện tích đó sẽ chịu tác dụng của lực điện. Và ta có vector F thì bằng là Q nhân vector E. Khi Q dương thì vector F và vector E là cùng chiều, đúng không? Đó. Đến đây chúng ta sẽ chú ý đến một số đặc điểm của lực tác dụng lên một điện tích trong điện trường như sau. Thứ nhất là điểm đặt. Các em chú ý, lực là một đại lượng vector. Điện đã là vector thì bao gồm phương, chiều, độ lớn và điểm đặt. Thứ nhất đó là điểm đặt. Điểm đặt thì đặt tại điện tích cần xét. Vậy nếu bây giờ chúng ta đặt một điện tích tại điểm M thì điểm đặt của lực chính là đặt tại điểm M, đúng không? Và các em nhớ là biểu thức của lực là vector F thì bằng là Q nhân vector E. Vậy nhìn vào biểu thức này thì các em thấy điện trường E là cái đang tồn tại có trước rồi. Vì chúng ta đặt một điện tích vào điện trường thì E là cái có trước, đúng không? Và Q cũng có độ lớn không đổi. Cho nên vector F này là không thay đổi. Thứ nhất, đặc điểm là không đổi, đúng không? Đấy, vì Q và E không đổi. Còn phương thì vector F này sẽ cùng phương với vector E. Đấy, F sẽ cùng phương. Là cái phương là song song với cái đường sức điện hoặc là cùng phương với vector cường độ điện trường. Còn chiều thì trong trường hợp nếu chúng ta xét là đặt vào điện trường một điện tích dương thì chiều của lực điện sẽ là cùng chiều với vector cường độ điện trường. Khi đó nó sẽ hướng từ bản dương sang bản âm. Còn nếu chúng ta đặt vào điện trường đều, nếu chúng ta đặt vào điện trường đều một điện tích âm thì lực điện sẽ cùng phương ngược chiều với chiều đường sức. Khi đó F sẽ hướng từ bản âm sang bản dương, đúng không? Vì ở đây chúng ta xét là đặt vào điện trường một điện tích dương, cho nên lực F sẽ có phương là song song với đường sức và chiều là từ bản dương sang mặt âm. Được chưa các em? Còn độ lớn. Độ lớn thì F bằng trị tuyệt đối của Q nhân với E. Các em chú ý nhá, độ lớn là bằng trị tuyệt đối của Q nhân với E. Rồi. Vậy sau khi chúng ta chỉ ra được đặc điểm của lực, tới đây chúng ta tiếp tục đi xét đến công của lực điện đã di chuyển một điện tích trong điện trường. Phần 2, ý thứ hai đó là công của lực điện trong điện trường đều.